Rồi, xin chào các bác nha. Các bác biết tôi đang ngồi trong con xe nào không? Vô lăng rất đẹp, nhìn là biết thương hiệu Nissan rồi. Vô lăng đi cách đàng hoàng. Vô lăng đẹp ha. Đây chính là con Nissan Almera đó các bác, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Almera tên chính là cái tên mới của cái dòng Sunny ấy. Ngày xưa tên của nó là Sunny và lắp ráp, còn bây giờ nó đổi thành Almera và nhập khẩu. Đây là sedan hạng B ha, cùng mâm với Accent Vios này nọ. Thì tôi có dịp vào đây sờ chạm, cho nên tôi sẽ chia sẻ cho các bác một xíu về những thứ mà tôi cảm nhận được. Chứ còn về thông số là nhiều khi tôi cũng chưa nắm hết đâu các bác, chưa được là trải nghiệm lái thử. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của tôi là được tiếp xúc xe Nissan cũng tương đối nhiều vài năm, và tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với các cái dòng xe của hãng khác, cho nên tôi cũng có được một vài cái nhận định để các bác tham khảo nhé. Còn sắp tới nếu có xe lái thử thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bác. Đây là cái nội thất của nó. Đầu tiên cái ngồi ở đây thì thấy cái vô lăng nó đẹp đấy các bác. Đẹp. Chỉ có cái là cái này nó mà được mịn hơn thì sướng hơn, cái này hơi cứng. Còn vô lăng này đẹp, trợ lực điện mà nó điều chỉnh được bốn hướng nha. Nhiều xe nó điều chỉnh được có hai hướng thì con này vô lăng bốn hướng là ngon đấy. Rồi trong này thì cái màn hình nó sẽ kết hợp nè. Đây là màn hình, bên này là kỹ thuật số, bên này là analog, kết hợp hai thứ. Đó, cũng hay. Màn hình zin nè, bảng cao nhất. Thì bảng này nó có cam 360 nè, trang bị an toàn thì nhiều lắm. Đó, nhìn cũng được chứ không quá nét, nhưng mà xài cũng được, tiện cho chị em chạy đó, cặp lề luôn. Màn hình này thì có cái noel gọi là Apple CarPlay nhưng không có Android nha. Giới thiệu luôn các bác là con này có 6 loa, thì loa nghe khá ổn, tôi đã thử vừa rồi, mới thử xong nghe khá ổn đấy. Cái màn hình này thì nó giống trên con Navara xe bán tải. Còn điều hòa vẫn là tự động một vùng này, nhưng mà điều hòa con này á nó không có cửa gió sau, tuy nhiên là điều hòa Nissan rất là mát nha, các bác nên đến để trải nghiệm. Đây, nãy giờ tôi cũng ngồi trong xe thôi, bật lên ngồi chơi, ngồi vọc vạch nãy giờ. Nút đề start top. Đây là cần số, đây có bảng này nó xài động cơ 1.0 tăng áp turbo đấy, tí nữa tôi giới thiệu về động cơ sau. Còn hộp số là số CVT và có chữ L, đây là để các bác đi đèo núi các thứ. Đặc biệt là nó có cái nút này nè, để tôi cho các bác xem. Nút này là các bác phải chuyển về chế độ D nha. D xong rồi bấm cái nút đấy thì nó hiện lên chữ là Sport, có nghĩa là chế độ thể thao. Con này nó có chế độ thể thao đấy. Đó. Còn các bác để P mà các bác bấm nút đấy thì nó sẽ không có tác dụng. Đây, chìa khóa. Đây là da này các bác. Sờ sướng, phần da này sờ sướng, trên này nhựa cứng thôi. Đó, bên này thì nhựa Nissan ngon nha, nhựa Nissan rất là ngon. Đây là mạc chrome này. Hồi nãy tôi thấy phần cài đặt là có auto lock, tức là con này có auto lock đấy, chạy để tự lock cửa. Đây thì nó có viền chrome, nhìn cho nó đẹp. Các cái phím này thì y chang mấy cái con xe khác của Navara thôi. Này là giả carbon. Cái gương chiếu hậu này nên nó sẽ chỉnh điện, có gập điện, nhưng mà tôi thử thì nó không thấy nó có sấy. Cái này thì tôi sẽ kiểm tra lại sau nha, nhưng mà thực tế tôi thử là không thấy. Và đây là một cái thiết kế mà rất là thông minh nè. Cái gương chiếu hậu nó dời lui sau này, nó giúp mình có một cái tầm quan sát rộng hơn, nó giảm cái điểm mù. Đây là thiết kế rất là thông minh đấy. Ở trên này thì nó có, ở đây chính là cái loa nè, 6 loa, 4 loa 4 cửa và 2 loa trên này. Này chỉ là sấy kính bên thôi, sấy kính trước các thứ. Gương thì là chỉnh cơ nè. Gương này không phải là muốn chống chói ngày đêm thì xài cái gạt này nè, chứ nó không có được chống chói tự động, không có cửa sổ trời luôn. Nhưng mà con này rộng lắm, tí nữa ra hàng hai tôi cho các bác thấy. Ở đây nó được bọc da này các bác. Nhưng mà cái ghế tôi ngồi á thì nó lại là ghế nỉ, nó tiếc ở cái chỗ đấy. Trang bị an toàn đầy đủ, có 6 túi khí, cảnh báo điểm mù các thứ. Tôi sẽ đi ra ngoài giới thiệu tiếp cho các bác nha. Đây, ghế con này là ghế nỉ tiết ha, nếu ghế da thì ngon. Túi khí 6 cái, có túi khí trong này luôn. Các bác nghe cái tiếng đóng cửa này, nghe nó chất không? Đấy, nó đầm, nó cái gì đó sang trọng chứ không phải là bụp bụp. Và đặc biệt là những cái cửa sau nó rất là to. Hạng B là cho tôi chưa thấy con nào có cái cửa to như con này. Rộng lắm. Cái này là phải kéo một ông nào đó vô ngồi thì các bác có thấy. Tôi bán xe Hyundai mà, cho nên là với cái không gian hàng ghế này, cả đầu qua này, nguyên không gian này nó phải rộng cỡ Elantra đó. Đôi khi Elantra là chưa rộng bằng con này đâu, chứ còn Accent là không có cửa so sánh về độ rộng với con này đâu. Con này nó rộng lắm các bác. Tiếc là trong này nó không có
không 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 cái gì ta, không có cái gọi là cái cửa gió hàng ghế thứ hai, nhưng mà không sao, đối với xe Nissan thì điều hòa nó khá là mát. Ở đây nó vẫn có hai cái cổng cho các bác sạc điện thoại nè, chỉ là không có cửa gió sau thôi. Tuy nhiên các bác nên thử đi, điều hòa con này là không phải lo đâu, rộng lắm, rộng bằng cỡ mấy con sedan xe á. Ngày xưa Sunny là một trong những con xe mà hạng B mà rộng nhất rồi, thì cái đời này nó vẫn thế, nó vẫn giữ nguyên cái ưu điểm đấy. Ở đây bọc da này rộng, mở cửa ra thấy rộng mênh mông nè, thấy đóng cửa như rất là chắc. Con này màu xám nha, đèn hậu LED màu này thì nhìn nó cứng, phía dưới thì nó có một cái lipo nhìn nó thể thao. Cam lùi nằm đây nè, con này có 4 camera lận tại vì nó có camera 360. Cốp rộng nha, bánh sơ cua thì mâm sắt thôi. Ở con này thì nó không có thông với cái cabin bên trong nha, không có gập ghế kia được. Dòng này tiêu hao chỉ từ 4.4 lít thôi, tại vì động cơ nó nhỏ, nó chỉ có 1.0 thôi các bác. Mâm 15 inch, mâm thì bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Em màu xám rất là cứng. Con này có 6 màu nha, hiện tại đang ở kho của Hyundai quận 7 là có 5 màu rồi, nó thiếu cái màu cam đi. Thì cái màu này rất là đẹp nè, nhìn nó cứng cáp. Đây phần đầu xe các bác nhìn nó sẽ có gì đó rất giống cái con sedan hạng D của Nissan. Rất giống con Sienna ha. Ngầu. Thì cái đạp với lưới tản nhiệt V-Motion và cái logo ở đây nè. Bây giờ logo nhìn rất là sang, rất là đẹp. Nhìn cái tượng có cảm biến, có radar gì bên trong nhưng không có. Camera nó giấu dưới này nè. Đấy, lưới tản nhiệt các thứ. Đèn LED nha. Xi nhan thì là halogen nhưng cốt pha đèn LED. Đèn LED ban ngày. Đấy, hình gọi là hình boomerang. Sơn mù LED luôn. Phía trước thì không có cảm biến nha. Đó. Ở đây nè, có các màu khác nè. Cho các bác xem, nếu mà nhìn bên trong á, các bác thấy nó dài không? Nó dài như một con sedan hạng C á. Trục cơ sở của nó là dài nhất trong hạng B luôn, là 2m620. Trục cơ sở nó dài nhất, cho nên là không gian bên trong nó rộng hơn tất cả những con khác là đúng rồi. Đó là lẽ dĩ nhiên nha. Đó, màu xám. Cái này màu trắng, trắng này là trắng ngà nha. Hơi ồn, các bác thông cảm giúp tôi nha. Nó kế đường trắng ngà. Trắng ngà chứ không phải là trắng sáng. Bên kia mình có màu đỏ. Rồi mình có màu đen và màu bạc. Thiếu màu cam thôi. Bây giờ tôi cho các bác xem cái thứ mà nó hay nhất trên con xe này, đó là cái động cơ. Đây là động cơ của con Almera này các bác. Động cơ mới nha. Chỉ có 1 lít thôi, 1.0, 3 máy. Đặt nằm ngang. 3 máy xài cam kép ha. DOHC 12 van, tức là mỗi máy nó có 4 van, 2 nạp 2 xả. Động cơ này thì khoảng 100 PS thôi, tương đương với con Hyundai Accent. Tuy nhiên nha, cái mô men xoắn nó khác hẳn. Cái mô men xoắn, ngay cả cái công suất cực đại con này là nó đạt vòng tua cực đại là tại 5.000 vòng. Như Accent là 6.000 vòng nó mới đạt cực đại. Rồi mô men xoắn con này mới là cái hay nè, khoảng 150 mấy thôi. 152, 154 gì đấy. Newton mét. Nhưng mà nó đạt cực đại rất sớm, từ 2.400 cho tới 4.000 là nó đã đạt cái mô men xoắn cực đại rồi. Còn đối với những con hàng B khác, nó tầm phải 4.000 vòng phút nó mới đạt mô men xoắn cực đại. Cho nên là đối với cái động cơ con này là hứa hẹn là nó sẽ rất là bốc. Và tôi đã hỏi anh Cường thực tế, anh bạn của tôi ở ngoài Nissan Bắc Ninh và Hyundai Bắc Ninh á. Anh chạy rồi thì anh bảo là con này chạy rất là sướng, rất là bốc. Đôi khi đọc thông số mình cứ nghĩ 1.0 tăng áp là nó có gì đó đuối, có gì đó nhỏ. Nhưng khi chạy thực tế thì mới thấy nó hơn hẳn con Accent. Tại vì anh bạn của tôi, anh cũng làm cả Hyundai và Nissan, cho nên là anh có cái cảm nhận. Anh chạy thử hai con thì anh có cái nhận xét như vậy. Đây, cái đâm cái nhiệt. Hôm nào có cơ hội trải nghiệm lái thử, tôi sẽ cho các bác những cái đánh giá chi tiết hơn. Động cơ này là theo nhìn thông số là thấy nó khá là ok đấy. Nó đặt mô men xoắn cực đại mà từ vòng tua 2.400 cho đến 4.000 thì đó là một cái lợi thế. Sẽ rất là bốc. Ngày xưa con Ford Fiesta đó các bác, nó chạy động cơ 1.0 EcoBoost đó, thì nó cũng tương đương như con này, rất là lanh, rất là mạnh.
đường gió vào nè các bác, đường lấy gió này. Ở đây nó có cái hình như là nó chống nước ngập vào này. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhé. Bản cao nhất này thì bây giờ giá của nó là niêm yết là 579. Mua thì các bác sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm 10 triệu phụ kiện nữa. Đa giấy tại Sài Gòn nó tầm khoảng 600, chưa tới 640 đâu. Còn các bác mua ở tỉnh thì giá nó rẻ hơn. Và con màu đen kia là bản giữa kìa, nó có 3 phiên bản, lần bản này là bản cao nhất nha. Thì nếu như các bác quan tâm một con sedan mà nó có cái cảm giác lái mà gọi là nó tốt trong cái phân khúc thì các bác có thể chọn con này. Hoặc là các bác cần một con mà có cái không gian nó rộng rãi thì cũng chọn con này luôn. Tại vì hàng hai nó rộng mà, nó rộng cái cỡ Elantra chứ đâu phải là ít đâu. Thì trên đây là những cái mà lần đầu tiên tôi chạm, tôi sờ con này thì tôi chia sẻ với các bác với kinh nghiệm của tôi. Nha, các bác có thể ghé qua bên Nissan quận 7. Và lưu ý là các bác cứ alo trước nha, tại vì bây giờ cái showroom vẫn đang xây, xe thì đang ở kho, kho thì đang ở cũng gần công ty Hyundai của tôi thôi. Các bác cần tư vấn gì đấy thì cứ alo tôi theo cái số trên tiêu đề nha. Cảm ơn các bác.